Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà lực lượng an ninh Ukraine mới phát hiện đã phơi bày một trong những lỗ hổng lớn về nhân sự cấp cao trong chính lực lượng mật vụ bảo vệ ông. Theo Business Insider, đầu tuần này, cơ quan an ninh Ukraine thông báo đã phanh phui âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều quan chức cấp cao của nước này và tình nghi do phía Nga chủ mưu. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, điểm đáng lo ngại nhất trong kế hoạch chính là tình báo Nga đã thuyết phục được một số quan chức cao cấp trong lực lượng mật vụ Ukraine có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Zelensky cùng tham gia. Cụ thể, mạng lưới tuyển mộ gián điệp của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã tìm kiếm những người có khả năng phản bội ông Zelensky nằm trong nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Tổng thống Ukraine để thực hiện một vụ bắt cóc và sau đó sát hại ông. Người phát ngôn Cơ quan An ninh Ukraine Artem Detyrenko cho biết, đây là lần đầu tiên những quan chức cấp cao trong lực lượng an ninh Ukraine trở thành tay trong cho kẻ thù. Theo đó, những kẻ tay sai này sẽ cung cấp thông tin về địa điểm của những quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có cả Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk và Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov. Cũng theo ông Artem Detyarenko, sau khi có được thông tin chi tiết, chúng dự định phóng tên lửa tấn công nhà của các quan chức nói trên sẽ có mặt. Sau đó, chúng sẽ dùng máy bay không người lái tấn công những người còn lại và cuối cùng sẽ phóng một quả tên lửa khác để dọn sạch dấu vết vụ tấn công. Người phát ngôn Cơ quan An ninh Ukraine cho biết thêm, những kẻ lên kế hoạch tấn công cũng đã đặt lịch sát hại ông Budanov vào ngày lễ phục sinh hôm 5 tháng 5. Tuy nhiên, âm mưu này bất thành và một trong những kẻ tình nghi bị bắt giữ được cho là đã mang theo cả máy bay không người lái và lựu pháo chống tăng để thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan an ninh Ukraine cũng công bố danh tính 3 điệp viên FSB của Nga tham gia vào âm mưu này là Maxim Mishutin, Dmytro Belin và Alexei Konev. Trong đó, Belin phụ trách tuyển mộ những gián điệp từ Ukraine. Trong khi đó, hai gián điệp từ phía Ukraine được xác định đều có quân hàm đại tá và làm việc trong lực lượng cảnh vệ Ukraine. Các điệp viên FSB Nga cũng thuyết phục một trong số những kẻ thực hiện âm mưu tấn công rằng hắn sẽ có khoảng từ 20 đến 30 phút để trốn chạy khỏi hiện trường sau khi được xác nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ. Điệp viên Belin gọi kế hoạch sử dụng tên lửa là con chim lớn và máy bay không người lái là con chim nhỏ và nhấn mạnh thứ tự tấn công là tên lửa, máy bay không người lái và tên lửa. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết, họ đã thu được một số máy bay không người lái, đầu đạn tên lửa và mìn từ những kẻ tòng phạm người Ukraine. Chúng khai nhận được FSB hứa hẹn trả 50.000 đô la Mỹ nếu nhiệm vụ thành công. Hiện những tên này phải đối mặt với cáo buộc tội phản bội quốc gia và khủng bố. Dù lên tiếng khẳng định cuộc tấn công khủng bố bị tình báo Ukraine chặn đứng là một thất bại của lực lượng tình báo Nga, nhưng Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk vẫn thận trọng thừa nhận, chúng ta đừng quên rằng đối thủ rất mạnh mẽ, đầy kinh nghiệm và không thể bị đánh giá thấp. Trong khi đó, một nguồn tin tình báo tại Kiev lại cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu các quan chức hàng đầu tại Moscow có trực tiếp ra lệnh thực hiện âm mưu ám sát này hay không. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng âm mưu này nhiều khả năng là kết quả của một chiến dịch từ cấp trung gian nhằm gây ấn tượng với giới lãnh đạo và có khả năng chính họ tự đứng ra thực hiện. Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trở thành mục tiêu ám sát của Nga kể từ khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Bản thân ông Zelensky từng có lần tuyên bố ông không nhớ có bao nhiêu lần Moscow tìm cách sát hại ông. Hồi tháng 8 năm 2023, một phụ nữ ở khu vực Mykolaiv đã bị bắt với cáo buộc có liên quan đến âm mưu ám sát ông Zelensky. Bà bị cho là đã thu thập thông tin tình báo về kế hoạch thăm khu vực này của Tổng thống Ukraine để phục vụ cho một vụ không kích của Nga, tiêu diệt ông Zelensky. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết họ đã bắt tận tay khi đối tượng đang tìm cách trao thông tin tình báo cho đối phương. Mới đây nhất hồi tháng 4, một người đàn ông Ba Lan bị cáo buộc hỗ trợ cho kế hoạch ám sát ông Zelensky của Nga. Người này bị kết tội sẵn sàng làm việc cho tình báo nước ngoài chống lại nhà nước Cộng hòa Ba Lan và có thể nhận mức án tối đa lên đến 8 năm tù. Người đàn ông nói trên đồng ý cung cấp thông tin cho tình báo Nga về an ninh tại sân bay Zasionka ở miền đông Nam Ba Lan, sát biên giới với Ukraine, vào thời điểm ông Zelensky dự định sử dụng sân bay này cho chuyến công du nước ngoài. Âm mưu này đã bị giới chức Ukraine phanh phui và người đàn ông đó đã bị bắt giữ và xét xử tại Ba Lan.
Tuy nhiên, một chuyên gia nghiên cứu Á-Âu tại Viện Quincy đánh giá, âm mưu ám sát lần này đã phơi bày điểm yếu chí mạng của chính quyền Kiev. Vụ việc lần này phơi bày hiện tượng bất thường khi tình báo Nga có thể mở rộng việc thâm nhập vào hệ thống công quyền và quân sự của Ukraine. Hoạt động này ngày càng khó phát hiện, chứ chưa nói đến việc bị loại bỏ. Trong khi đó, Điện Kremlin cũng từng bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Zelensky rằng Nga đang tìm cách sát hại ông và tố cáo ngược rằng Ukraine cũng từng tìm cách ám sát Tổng thống Nga Putin nhiều lần trước đó. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, giới chức Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau đã nhiều lần công khai tuyên bố muốn ám sát ông Putin. Chúng tôi biết rất rõ điều đó và họ sẽ không thể thành công. Chúng tôi tin chắc rằng mọi mục tiêu mà chúng tôi đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan An ninh Ukraine ngày 7 tháng 5 tuyên bố đã phát hiện mạng lưới đặc vụ thuộc Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga đang chuẩn bị ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác ở Ukraine. Hai đại tá của Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho Nga đã bị bắt giữ. Cơ quan An ninh Ukraine cho hay, một trong những nhiệm vụ của mạng lưới đặc vụ FSB là tìm ra những nhân tố phản bội trong quân đội Ukraine thân cận với cơ quan an ninh của Tổng thống Zelensky, những người có thể bắt nguyên thủ quốc gia làm con tin và sau đó sát hại. Theo cơ quan an ninh Ukraine, mạng lưới này cũng lên kế hoạch ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao khác của Ukraine, bao gồm người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Maliuk và người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirill Budanov. Một trong hai nghi phạm bị cho là đã cung cấp cho đặc vụ Nga máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, đầu đạn và mìn. Theo kế hoạch, các đối tượng sẽ tấn công nhà riêng của ông Budanov bằng tên lửa, sau đó tấn công những người còn lại bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ. Tiếp đó là một vụ tập kích tên lửa khác để xóa bằng chứng. Hiện Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Hồi cuối năm ngoái, Tổng thống Zelensky từng cho biết ông đã thoát ít nhất 5 vụ ám sát kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, ông cũng nhiều lần thoát khỏi bàn tay tử thần khi xuất hiện ở chiến tuyến hay các thành phố bị Nga tập kích. Trước đó hồi tháng 4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov lo ngại rằng ông có thể tiếp tục trở thành mục tiêu ám sát tiếp theo được phía Nga lên kế hoạch. Ông trùm tình báo Ukraine cũng nhắc đến vụ đầu độc vợ ông gần đây, cho biết giới chức trách vẫn chưa tìm ra thủ phạm, nhưng mọi việc đang có tiến triển. Vấn đề nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 đang là chủ đề được bàn tán sâu rộng ở Ukraine. Theo tờ Kiev Independent, có dấu hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn vượt qua những lời chỉ trích và hoài nghi về tính hợp pháp của ông Zelensky khi lên nắm quyền sau ngày 20 tháng 5. Một mặt, cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã không diễn ra do quốc gia này vẫn đang nằm trong tình trạng thiết quân luật. Nhưng mặt khác, ngày 20 tháng 5 năm 2024 vẫn là thời điểm đánh dấu ông Zelensky kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Hiện tại, giới chức Ukraine và cá nhân ông Zelensky tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Kiev đổ lỗi cho Moscow, cáo buộc Nga gây tổn hại đến Ukraine và phương Tây thông qua việc xoáy vào tính hợp pháp của ông Zelensky khi vẫn tiếp tục nắm quyền. Hai quan chức giấu tên trong văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng các đồng minh phương Tây đã nắm được tình hình và không buộc Kiev phải tổ chức bầu cử trong tương lai gần để tìm ra người sẽ tiếp tục lãnh đạo Ukraine. Trong nội bộ Ukraine, một số người chỉ trích nói hiến pháp không cho phép ông Zelensky tiếp tục nắm quyền kể cả khi đã áp đặt thiết quân luật. Tuy vậy, một số luật sư am hiểu về hiến pháp Ukraine lại nói rằng ông Zelensky vẫn có thể được phép tiếp tục nắm quyền cho đến khi có một tổng thống mới đắc cử. Một vấn đề khác là quan điểm của người dân. Theo tờ Kiev Independent, tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky ở Ukraine đã giảm đáng kể so với giai đoạn xung đột với Nga bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhưng mức độ ủng hộ được cho là vẫn cao hơn ngưỡng 50%. Theo các chuyên gia chính trị ở Ukraine, ông Zelensky nhiều khả năng vẫn sẽ nắm quyền mà không gặp cản trở, trừ khi có các cuộc biểu tình quy mô lớn tương tự như cuộc biểu tình năm 2004 và cách mạng Maidan năm 2014. Sergei Nikiforov, phát ngôn viên của ông Zelensky, nói trên tờ Kiev Independent rằng Tổng thống Zelensky không đưa ra bình luận về những tranh cãi liên quan đến vấn đề này. Ngoại trưởng Sergei Lavrov gần đây nói, hãy đợi đến ngày 21 tháng 5 năm 2024. Có lẽ khi đó chúng tôi sẽ không thể công nhận ông Zelensky là Tổng thống hợp pháp của Ukraine.
Theo chuyên gia chính trị Ukraine Volodymyr Fesenko, bằng cách đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, Nga đang muốn gây chia rẽ giữa một bên là quân đội Ukraine và một bên là chính phủ. Ông Fesenko và một nhà phân tích chính trị khác nói với tờ Kyiv Independent rằng, khả năng ông Zelensky tiếp tục cầm quyền sau ngày 20 tháng 5 sẽ bị ảnh hưởng nếu quân đội tiếp tục hứng chịu thất bại lớn trên chiến trường. Ông Fesenko nói, cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine có thể trở nên phức tạp hơn bởi những thông tin bất lợi trên tiền tuyến. Nếu nội bộ Ukraine bất ổn, đây sẽ là thảm họa. Ngày 8 tháng 5, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn các dự luật, gia hạn thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày. Nghị sĩ Oleksiy Goncharenko xác nhận việc Quốc hội đã phê chuẩn các dự luật trên. 339 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật, trong khi 336 nghị sĩ ủng hộ việc kéo dài thời gian huy động quân sự. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chuyển tới Quốc hội các dự luật cho phép gia hạn thiết quân luật và huy động quân sự thêm 90 ngày. Cùng ngày, Quốc hội Ukraine cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép một số tù nhân tham gia chiến đấu trong các lực lượng vũ trang Ukraine. Trao đổi với báo giới, nghị sĩ Olena Shuliak xác nhận Quốc hội nước này đã bỏ phiếu tán thành về việc huy động tù nhân tham gia chiến đấu trong các lực lượng vũ trang. Việc huy động sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện và chỉ áp dụng cho một số loại tù nhân nhất định. Nghị sĩ Shuliak cho biết, tù nhân bị kết tội bạo lực tình dục, phạm tội giết hai người trở lên, tham nhũng nghiêm trọng và các cựu quan chức cấp cao là những đối tượng không đủ điều kiện. Chỉ những tù nhân còn thụ án dưới 3 năm mới có thể đăng ký. Tuy nhiên, cả hai văn kiện trên vẫn cần được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký ban hành thành luật. Trước đó vào ngày 3 tháng 4, Ukraine cũng đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống còn 25 trong nỗ lực bổ sung quân đội đã cạn kiệt sau hơn 2 năm xung đột với Nga. Luật nghĩa vụ quân sự mới có hiệu lực một ngày sau khi Tổng thống Zelensky ký, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật vào năm ngoái. Hiện chưa rõ tại sao ông Zelensky lại mất nhiều thời gian như vậy để ký dự luật thành luật. Ông không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào về việc này và các quan chức cũng không cho biết Ukraine dự kiến tiếp nhận thêm bao nhiêu binh sĩ mới hoặc cho đơn vị nào. Việc huy động quân là một vấn đề nhạy cảm ở Ukraine trong nhiều tháng qua, trong bối cảnh quân đội ngày càng thiếu bộ binh, thiếu đạn dược trầm trọng, khiến Nga chiếm thế chủ động trên chiến trường. Các nhà phân tích quân sự cho biết, độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine là khoảng 40. Một số người Ukraine lo ngại rằng việc loại bỏ thanh niên ra khỏi lực lượng lao động sẽ phản tác dụng, gây tổn hại thêm cho nền kinh tế vốn đang bị chiến tranh tàn phá. Vấn đề được cho là trở nên nghiêm trọng hơn khi Kyiv chuẩn bị phải đối phó với cuộc tấn công tiềm tàng của Moscow vào mùa hè này. Ông Oleksiy Goncharenko, nghị sĩ Ukraine thuộc Đảng Đoàn kết châu Âu đối lập cho rằng cần có tranh luận rộng rãi hơn về chiến lược quân sự của Ukraine. Theo ông Goncharenko, chưa có ai giải thích rõ ràng vì sao lại cần gọi nhập ngũ đối với nửa triệu người và điều này khiến dân thường bị mất phương hướng. Ông Goncharenko phát biểu rằng, nếu chiến lược của chúng tôi là tấn công xuyên qua các bãi mìn của Nga trong lúc Nga chiếm ưu thế trên không, thì tôi không rõ liệu nửa triệu người có đủ cho việc đó hay không. Khi đó có lẽ một triệu người, thậm chí là hai triệu người cũng chưa đủ. Chúng ta không thể cạnh tranh với Nga về dân số, họ sẽ luôn thắng trong cuộc đua này. Nhà phân tích chính trị Bukovsky cho biết, giới chức Ukraine đã không kế hoạch hóa được nhịp độ tuyển quân, huấn luyện và bổ sung quân trong năm đầu tiên của cuộc xung đột với Nga, khiến nước này phải đổ xô đi gọi nhập ngũ mà chưa giải quyết được các vấn đề ngầm gây ra mối quan ngại trong xã hội Ukraine. Sự nhiệt tình ra trận chống Nga đã giảm dần, mặc dù sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến vẫn ở mức cao. Ukraine hiện cấm nam giới dưới 60 tuổi đi nước ngoài. Nhiều nam giới Ukraine đang trốn quân dịch bằng cách trốn ở nhà hoặc cố gắng hối lộ để rời khỏi chiến trường. Các chỉ huy nói rằng họ không có đủ binh lính để tiến hành các cuộc tấn công và hầu như không đủ để giữ các vị trí trong các cuộc tấn công tăng cường của Nga. Tổng thống Zelensky hiếm khi đề cập đến vấn đề huy động quân, nhưng tháng 12 năm ngoái, ông cho biết quân đội Ukraine muốn huy động thêm tới 500.000 quân. Cuộc huy động lớn như vậy sẽ tiêu tốn của Ukraine số tiền tương đương 13,4 tỷ đô la Mỹ. Nhu cầu huy động để tăng cường binh sĩ cho quân đội Ukraine được cho là một trong những lĩnh vực bất đồng giữa Tổng thống Zelensky và tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh nổi tiếng của các lực lượng vũ trang Ukraine, đã bị sa thải hồi tháng 2. Thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội nước này có gần 800.000 quân trong tháng 10. Con số này không bao gồm vệ binh quốc gia hoặc các đơn vị khác. Tổng cộng có 1 triệu người Ukraine trong lực lượng vũ trang.
Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo Ukraine đã bắt đầu nhận được hỗ trợ an ninh trong gói viện trợ mới được Washington công bố. Bình luận trên tạp chí Foreign Affairs, nhà nghiên cứu cấp cao Jack Watling tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh có trụ sở tại London cho rằng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ không giải quyết được tình hình của quân đội Ukraine trừ khi Kiev huy động thêm quân trong 3 giai đoạn. Phát biểu sau khi gói viện trợ được thông qua tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ mới sẽ giúp củng cố lực lượng vũ trang nước này và tạo cơ hội chiến thắng cho Kiev. Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông cảnh báo vào giữa tháng 4 năm 2024 rằng việc không có thêm viện trợ từ Mỹ có nghĩa là Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến vừa bước sang năm thứ ba. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cấp cao Jack Watling cho rằng chỉ riêng gói viện trợ của Mỹ sẽ không giải quyết được vấn đề của Ukraine trên tiền tuyến. Ukraine sẽ cần huy động thêm lực lượng, tăng cường quá trình huấn luyện chiến đấu, cũng như đảm bảo rằng các binh lính mới có đầy đủ trang bị và vũ khí cần thiết. Quân đội Ukraine sẽ phải lên kế hoạch huy động thêm quân trong 3 giai đoạn, đảm bảo luân chuyển quân đội trên tiền tuyến. Tuy nhiên, theo ông Watling, trở ngại lớn nhất chính là việc đào tạo sĩ quan. Ông Watling cho biết, điều này có thể được giải quyết, tuy vậy phải được thực hiện càng sớm càng tốt nếu Ukraine muốn đào tạo ra các lực lượng cần thiết cho mùa thu. Chỉ có vậy, Ukraine mới có thể lật ngược tình thế. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev không thể thay đổi tình hình trên chiến trường mà chỉ khiến xung đột kéo dài hơn. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phân bổ hơn 50,9 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó hơn 50,2 tỷ đô la Mỹ được viện trợ kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Mặt khác, Ukraine cho rằng khi khoản viện trợ đó được thông qua, các vũ khí và trang thiết bị Mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây. Do đó, việc phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine là một vấn đề đã được giải quyết trên thực tế và không phải là tin tốt với Nga. Mỹ, với nguồn cung lớn của mình, sẽ nhanh chóng bù đắp một phần tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, tình trạng thiếu nhân sự trong quân đội Ukraine sẽ không còn trầm trọng như hiện nay. Cùng với đó, Mỹ có thể tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí có độ chính xác cao, uy lực và tầm xa để họ có thể tấn công vào khu vực hậu cứ của quân đội Nga. Mỹ cũng có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km vì lầu Năm Góc có sẵn hàng ngàn loại vũ khí như vậy. Tờ Politico dẫn lời phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhấn mạnh rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc Kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút. Trọng tâm của gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay là bổ sung các thiết bị đánh chặn quan trọng dành cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM của Ukraine. Gói viện trợ trị giá 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine này cũng sẽ bao gồm các thiết bị quan trọng được thiết kế để tích hợp các bệ phóng, tên lửa và radar phòng không của phương Tây với các hệ thống phòng không hiện có của Ukraine cùng các hệ thống và thiết bị tiên tiến để đối phó với hệ thống máy bay không người lái của Nga. Các thiết bị thuộc gói viện trợ này còn bao gồm một lượng lớn đạn dược cho các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser, radar đa nhiệm và radar phản pháo nhằm tăng cường khả năng giám sát và tấn công chính xác của Ukraine. Ngoài ra, đạn tên lửa cho hệ thống HIMARS và cho các đơn vị pháo binh được trang bị đạn pháo 155mm và 152mm, các loại đạn có độ chính xác cao cho không quân cũng nằm trong gói viện trợ lần này. Không dừng lại ở đạn dược và thiết bị hạng nặng, gói viện trợ còn bao gồm máy bay không người lái Puma và Switchblade, các phương tiện chiến thuật để vận chuyển vũ khí và thiết bị, hỗ trợ Ukraine trong việc sản xuất máy bay không người lái, các hoạt động đào tạo và bảo trì. Một tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký thông qua luật cho phép hạ độ tuổi huy động quân của nước này từ 27 xuống còn 25. Động thái này sẽ giúp Kiev có thêm sức mạnh về nguồn lực trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 25 tháng qua với Nga. Ông Zelensky cũng ký duyệt một đạo luật yêu cầu nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật phải trải qua một cuộc đánh giá y tế khác, cùng đạo luật yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Hai đạo luật này có thể giúp quân đội Ukraine tuyển thêm quân. Quân đội Ukraine đang ở thế bất lợi trên chiến trường, phải đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, đạn dược. Trong khi đó, Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến nhờ khả năng sản xuất trang thiết bị quân sự và huy động quân hiệu quả hơn.
Trước đó, giới chức Ukraine nhiều lần thừa nhận việc tuyển quân đang trở nên khó khăn vì tâm lý mệt mỏi do chiến sự. Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga vào tháng 2 năm 2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi xuất cảnh. Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã phải đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm 2023, ông Zelensky đã sa thải toàn bộ lãnh đạo văn phòng tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những văn phòng này. Trong thời gian qua, các quan chức Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm thêm tân binh cho lực lượng tiền tuyến khi trực tiếp tới phòng tập thể dục, trung tâm mua sắm, nhà hàng và các nơi công cộng để phát lệnh triệu tập cho tất cả những người đàn ông mà họ gặp. Biện pháp này đã gây ra tranh cãi vì khá cứng rắn, nhưng Ukraine cho rằng đây là điều cần thiết để họ có thể duy trì khả năng tác chiến trước Nga. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 cho biết, tuyên bố của bà Zakharova đã lặp lại đánh giá được đưa ra hồi đầu tháng này của cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell. Cụ thể, hồi tháng 5, ông Borrell tuyên bố rằng sự tồn tại của Ukraine phụ thuộc vào phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc sau vài tuần nữa nếu nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chấm dứt. Tuy nhiên, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU bày tỏ ông không muốn chiến tranh ở Ukraine kết thúc như vậy. Về phía Nga, vào ngày 8 tháng 5, khi được hỏi về cách giảm leo thang cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, bà Zakharova cho biết phương Tây đã đưa ra những lời lẽ khoa trương về Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh, và những gì cần thiết để giảm leo thang, ông Borrell đã nói, nếu bạn ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 tuần. Và đây là công thức giảm leo thang. Ngoài ra, Nga cũng đưa ra lời cảnh báo tới Pháp rằng, nếu Tổng thống nước này Emmanuel Macron gửi binh sĩ tới Ukraine, thì họ sẽ bị quân đội Nga coi là mục tiêu hợp pháp. Tổng thống Pháp Macron đã gây tranh cãi vào tháng 2 khi nói rằng ông không thể loại trừ việc triển khai bộ binh ở Ukraine trong tương lai. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cảnh báo nếu Nga thắng ở Ukraine thì uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống mức bằng không. Phản hồi về ý kiến này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu với các phóng viên rằng Tổng thống Macron muốn tạo ra một loại bất ổn chiến lược nào đó cho Nga. Bà Zakharova tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ làm ông ấy thất vọng. Đối với chúng tôi, tình hình có vẻ chắc chắn hơn. Nếu người Pháp xuất hiện trong khu vực xung đột, họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của các lực lượng vũ trang Nga. Đối với tôi, có vẻ như Pháp đã có bằng chứng về điều này. Bà Zakharova cho biết, Nga đã thấy có ngày càng nhiều công dân Pháp nằm trong số những người thiệt mạng ở Ukraine. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Nga cho biết họ sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trong khuôn khổ cuộc tập trận sau những lời cảnh báo từ Pháp, Anh và Mỹ. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã triệu đại sứ Pháp tới để lên án các chính sách của Paris sau phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron rằng binh sĩ phương Tây có thể được đưa đến Ukraine. Tuyên bố có đoạn, phía Nga đánh giá rằng đường lối của Paris đang dẫn đến leo thang xung đột. Những nỗ lực của chính quyền Pháp và những tuyên bố về việc có thể triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine chắc chắn sẽ thất bại. Cũng trong ngày 6 tháng 5, viết trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc phương Tây gửi quân đến lãnh thổ Ukraine sẽ khiến quốc gia của họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến và chúng tôi sẽ đáp trả. Thật không may, không phải chỉ trên lãnh thổ Ukraine, sẽ có một thảm kịch toàn cầu. Ngày 3 tháng 5, Điện Kremlin đã chỉ trích những bình luận mới của Tổng thống Macron, trong đó ông nhắc lại quan điểm không nên loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, tuyên bố này rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Theo ông, Tổng thống Macron tiếp tục nói về khả năng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine và đây là xu hướng hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp đã bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã đưa quân đến Ukraine. Trên trang mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, không đúng, Pháp không đưa quân đến Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra tuyên bố trên để phủ nhận các thông tin gần đây, khẳng định Paris đã triển khai quân đoàn nước ngoài tới Ukraine. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ Economist ngày 2 tháng 5, Tổng thống Macron tái khẳng định quan điểm rằng ông không loại trừ khả năng gửi quân tới Ukraine, cho rằng vấn đề này sẽ hợp pháp nếu Nga xuyên thủng chiến tuyến của Ukraine và Kiev đưa ra yêu cầu như vậy. Hồi tháng 2, một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ, đã nhanh chóng phản đối khi Tổng thống Macron lần đầu tiên tuyên bố Paris không loại trừ khả năng đưa quân vào Ukraine.
Thưa quý vị, lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của Nga và những nỗ lực huy động kém của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những tiến bộ đáng kể trên nhiều mặt trận. Hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn lời Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Ariel Genis mới đây cho biết, các lực lượng của Nga đã đạt được những bước tiến trên chiến trường ở khu vực Kharkov, Donetsk và cuộc chiến khó có thể kết thúc trong tương lai gần. Trong một cáo buộc đã bị Bắc Kinh bác bỏ, bà Ariel Genis lưu ý rằng, việc Trung Quốc cung cấp các linh kiện và vật liệu lưỡng dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga là một trong những yếu tố làm thay đổi động lực trên chiến trường ở Ukraine theo hướng có lợi cho Kremlin. Theo bà Genis, thực tế là Nga cũng đã đẩy nhanh việc khôi phục năng lực quân sự. Bà cho biết, trong nhiều tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho thấy ông sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Kiev và Washington về tương lai của Ukraine, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Hiện tại, theo bà Genis, Nga đang sử dụng các chiến thuật cứng rắn hơn nhằm vào Ukraine, bao gồm cả việc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Giám đốc tình báo Mỹ lưu ý rằng, theo Điện Kremlin, điều này sẽ thuyết phục Ukraine rằng việc tiếp tục giao tranh sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho họ và sẽ không dẫn đến chiến thắng. Bà Genis nhấn mạnh, những chiến thuật này có thể sẽ tiếp tục và xung đột khó có thể kết thúc sớm. Ngoài ra, bà Genis nói thêm rằng, Moscow đã tăng chi tiêu cho quốc phòng lên gần 7% GDP, gần gấp đôi mức trung bình trong toàn bộ lịch sử nước Nga. Hiện nay, ngân sách quốc phòng của Nga chiếm khoảng 25% tổng chi tiêu. Đánh giá về tình hình chiến trường ở Ukraine, Viện Hudson có trụ sở tại Mỹ hôm 3 tháng 5 cũng cho rằng, các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên chiến trường. Cụ thể, lợi thế về pháo binh ngày càng tăng của Nga và những nỗ lực huy động kém của Ukraine đã cho phép lực lượng Nga đạt được những tiến bộ đáng kể. Trong khi đó, tên lửa và máy bay không người lái của Nga tiếp tục tấn công các trung tâm quan trọng của Ukraine. Lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh dữ dội ở phía Nam và phía Đông Ukraine. Hình ảnh vệ tinh và tình báo nguồn mở cho thấy trận chiến khốc liệt nhất ở phía Đông xảy ra xung quanh Bakhmut, Spine, Avdiivka và Chasovya. Ở phía Nam, quân Nga tiếp tục tập trung vào việc loại bỏ các cứ điểm phòng thủ của Ukraine trong khu vực Rabotino, thành tựu đáng kể nhất của Kiev kể từ cuộc phản công hồi năm ngoái, và Krynki, địa điểm đầu cầu bắc qua sông Donetsk. Các dữ liệu hiện có cũng cho thấy Nga đang tăng cường tập trung quân ở tỉnh Donetsk ở mức cao. Trong khi đó, các đơn vị công binh của Nga đang tìm cách kết nối những chiến hào hiện có với các công sự mới kéo dài đến tỉnh Belgorod ở phía đông và tỉnh Zaporizhia ở phía nam. Nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công trên bộ bằng các cuộc không kích với máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuần này, không quân Ukraine báo cáo tỷ lệ đánh chặn các loạt tên lửa này là khoảng 60%. Trong khi đó, Bộ Năng lượng Ukraine tiết lộ rằng các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở ở miền Nam và miền Tây Ukraine, bao gồm ở Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lvov. Về phần mình, Kiev cũng tiếp tục tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Cơ quan an ninh Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu và một căn cứ không quân quan trọng ở vùng Krasnodar. Những cuộc tấn công này đã gây thiệt hại đáng kể cho một nhà kho mà Nga sử dụng để chứa bom dẫn đường UMPK. Giới quan sát đánh giá, 4 tháng đầu năm 2024 là một trong những thời điểm căng thẳng nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, vốn đã kéo dài hơn 2 năm. Các chuyên gia quân sự đã đưa ra những nhận định về thế trận của Nga và Ukraine trong các trận chiến trên bộ, trên không và trên biển và thời gian tới. Năm 2014 có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể về sức mạnh không quân khi Ukraine đang chờ nhận hàng chục máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine cho biết, loại máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ trước tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, đồng thời cung cấp cứu trợ cần thiết cho quân đội tại tiền tuyến. Bom lượn đã giúp Nga giành được một số lợi thế trong những tháng đầu năm 2024, cho phép máy bay thả lượng lớn đạn dược xuống các vị trí của Ukraine từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, tiêm kích F-16 có thể khiến các khu vực tiền tuyến trở nên nguy hiểm hơn với phi công Nga, do Ukraine sẽ sử dụng tên lửa không đối không với tầm bắn lên tới gần 500 km. Trong khi Ukraine đang chờ F-16 được chuyển giao, Nga đang chịu tổn thất về máy bay trên chiến trường. Trong những tháng gần đây, số lượng lớn máy bay Nga đã bị phá hủy, bao gồm cả những máy bay ở xa tiền tuyến. Điều này có đặt ra thách thức đối với lực lượng không quân Nga trong các trận chiến trên không sắp tới. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine và một số đồng minh đã nhiều lần cảnh báo rằng số lượng nhỏ máy bay chiến đấu F-16 sẽ không giúp Ukraine thay đổi diễn biến cuộc xung đột. Liệu các quốc gia phương Tây có thể cung cấp số lượng lớn máy bay chiến đấu
để giúp Kyiv giành ưu thế trên chiến trường hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời. Mặc dù vậy, F-16 vẫn sẽ giúp củng cố lực lượng không quân của Ukraine, vốn đã bị suy giảm sau 2 năm xung đột với Nga. Bên cạnh đó, Nga và Ukraine vẫn sẽ tiếp tục thế trận mèo vờn chuột trong các trận chiến trên biển vào thời gian này. Máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Ukraine đã chứng tỏ là vấn đề nghiêm trọng đối với hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine đã nhắm mục tiêu thành công vào các tài sản của Nga ở Biển Đen bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm Neptune sản xuất nội địa và tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do phương Tây cung cấp. Giới chức Ukraine ước tính, Nga hiện đã mất tới 1/3 hạm đội Biển Đen. Các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Tây Bắc Biển Đen đã buộc Nga phải di chuyển nhiều tài sản hải quân ra xa Ukraine hơn, bao gồm việc chuyển một số tàu chiến tới căn cứ Novorossiysk. Trong khi đó, Ukraine không sở hữu lực lượng hải quân mạnh mẽ, dù các quan chức nước này từ lâu đã làm việc với các đối tác phương Tây để có được các tàu chiến mới, bao gồm cả các tàu bọc thép của Mỹ. Tuy nhiên, những con tàu của Ukraine sẽ không thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine sẽ sử dụng khoảng thời gian còn lại của năm 2024 để làm căng thẳng thêm các cuộc chiến trên biển với Nga. Quân đội Nga đang vận dụng chiến thuật tổng lực của quân đội Liên Xô trước kia. 600.000 quân Nga tấn công, cộng với 14.000 xe tăng, 4.300 khẩu pháo và lực lượng không quân chiến thuật. Gần đây, quân đội Nga một lần nữa thay đổi cách đánh và áp dụng chiến lược tấn công chiều sâu lớn thời Liên Xô. Quân đội Nga đã tận dụng sức mạnh của lực lượng bộ binh cơ giới để tiến vào các vùng đồng bằng rộng lớn, lần lượt xé nát các tuyến phòng thủ của Ukraine. Hiện quân đội Ukraine đang rất thiếu quân trên toàn mặt trận, nên những mắt xích yếu kém trong phòng thủ tiếp tục xuất hiện. Chiến lược có chiều sâu của quân đội Nga là phát động một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào mặt trận Ukraine và sau đó tìm kiếm những mắt xích dễ bị tổn thương trong hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine. Một khi điểm yếu của quân đội Ukraine được tìm ra, quân Nga sẽ điều các nhóm thiết giáp tấn công nhanh chóng và chọc thủng các vị trí tiền phương của quân Ukraine ngay khi trận đánh bắt đầu. Sau đó, quân Nga sẽ áp dụng chiến thuật bao vây, chia cắt và cuối cùng là tiêu diệt quân Ukraine. Quân đội Nga có thể sử dụng ưu thế tuyệt đối về sức mạnh và hỏa lực để chế áp toàn diện quân đội Ukraine. Nếu quân đội Ukraine muốn lật ngược tình thế, thì phải tung lực lượng dự bị để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Lúc này, dù quân đội Ukraine có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ rơi vào bẫy của quân đội Nga. Do không có lực lượng yểm trợ từ trên không, quân đội Ukraine đã đối đầu trực diện và không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Một khi quân đội Ukraine thu hẹp tuyến phòng thủ, nhóm tác chiến cơ giới hóa của Nga có thể sẽ chiếm hoàn toàn tuyến phòng thủ và dần dần thu hẹp không gian phòng ngự của quân đội Ukraine. Quân đội Nga còn thường xuyên tung các nhóm biệt kích, quấy rối vùng nội địa của lực lượng phòng thủ nhằm phá vỡ tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine, khiến các lực lượng phòng thủ ngoài lo đối phó với hỏa lực chút xuống đầu thường xuyên, còn phải lo đối phó với biệt kích của Nga. Cái gọi là chiến thuật tấn công sâu của quân đội Nga nghĩa là khi tấn công toàn diện, trước tiên họ sẽ đưa lực lượng đi thăm dò trước, sau đó tìm kiếm những lỗ hổng của quân đội Ukraine trong tuyến phòng ngự. Sau khi tập trung lực lượng tinh nhuệ chọc vào những mắt xích yếu kém này trong tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine, quân đội Nga sẽ tập trung khoan sâu vào những mắt xích yếu, cuối cùng phá sập toàn bộ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trong một đòn tấn công tổng lực. Lấy trận đánh gần đây vào làng Akhanhenske làm ví dụ, quân Nga đã thực hiện chiến lược tấn công thọc sâu điển hình. Đầu tiên, họ vượt qua các tuyến phòng thủ ở làng Novokalinove và Keramik. Sau đó, biệt kích Nga tiến thẳng vào làng Akhanhenske để thực hiện cuộc tấn công, khiến quân Ukraine bất ngờ mất cảnh giác. Nhìn vào toàn bộ chiến trường Ukraine, có mặt trận dài hàng ngàn km, quân đội Nga đã điều động tổng cộng 600.000 quân, thực hiện chiến thuật ngàn vết cắt, mở cuộc tấn công tổng lực trên tiền tuyến. Ngoài ra, quân đội Nga còn tập hợp 14.000 xe tăng và lên tới 4.300 khẩu pháo xe kéo và pháo phản lực phóng loạt các loại và lực lượng không quân chiến thuật để thực hiện cuộc tấn công. Đây là chiến thuật quân đội Nga đang làm. Quân đội Nga đang mở các cuộc tấn công tại Avdiivka, Rabotino, Kupiansk, Chasovya và Ocherotino. Dường như họ đang sử dụng chiến lược tấn công chiều sâu quy mô lớn để kiểm tra điểm mạnh, điểm yếu của tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine. Sau khi phát hiện các điểm yếu của tuyến phòng ngự Ukraine, quân Nga sẽ áp dụng các chiến thuật để tạo thành thế gọng kìm bao vây. Nếu quân đội Ukraine muốn tránh bị tiêu diệt tập thể, thì chỉ còn một con đường duy nhất là rút lui. Lấy mặt trận Chasovya làm ví dụ, quân Nga đã tích cực phá hủy các cầu bắc qua kênh đảo Seversky-Donetsk, Donbass
và những con đường trọng điểm ở hậu phương Chasovia. Hiện một số lượng lớn công sự trên mặt đất ở khu đô thị Chasovia đã bị phá hủy, khiến trung tâm thành phố thành nơi bỏ hoang. Quân đội Nga cũng sử dụng pháo cối tự hành 2S4 Tulip 240mm và pháo nhiệt áp TOS-1A nã đạn trực tiếp vào các tuyến phòng ngự phía trước, khiến quân Ukraine luôn phải đối mặt với các cuộc tấn công ác liệt bằng hỏa lực của quân Nga. Quân đội Ukraine không còn cách nào khác là tiếp tục đưa lực lượng dự bị để giữ vững khu vực phòng ngự. Quân Ukraine tại Ocherotino và các khu vực xung quanh rút lui mà không có hỏa lực pháo binh hay phòng không yểm trợ, bị pháo binh Nga tiêu diệt, khiến con số thương vong tăng gấp 5 lần. Đối mặt với đợt ném bom cường độ cao của không quân chiến thuật Nga trong những ngày gần đây, Lữ đoàn Bộ binh 104, 129 và Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 115 của quân đội Ukraine do thiếu hỏa lực phòng không và pháo binh yểm trợ đã phải rút lui dưới làn đạn pháo và UAV tự sát của Nga. Trận địa phòng ngự của quân Ukraine rộng khoảng 3 km2 nằm ở phía tây bắc của làng Akhanhaske, một ngôi làng nằm ở phía đông bắc làng Ocherotino. Tuy nhiên, trước sức ép dữ dội của quân Nga, quân Ukraine đã phải rút về làng Kalinove ở phía bắc, tái triển khai lực lượng và xây dựng các công sự chiến đấu tại đây. Tuy nhiên, UAV tự sát, pháo binh và không quân Nga đã không cho quân đội Ukraine cơ hội rút lui về phía bắc và phía tây. Có thể nhận thấy từ nhiều video chiến trường do Nga công bố, quân tiếp viện của quân đội Ukraine đã phải để quân rút qua các bãi mìn lớn do chính họ bố trí trong điều kiện không có xe bọc thép. Để rút lui qua bãi mìn, bộ binh Ukraine bố trí hình thành đội hình hàng dọc, nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời để pháo binh Nga bắn tỉa bộ binh Ukraine. Nhiều quả đạn pháo có sức sát thương cao đã tàn sát quân Ukraine rút lui, cũng như quân tiếp viện, khiến hàng trăm người thương vong trên các cánh đồng trống. Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong trận đột kích mới đây ở làng Ocherotino. Khi đó, Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 100 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 115 của quân đội Ukraine đã bị hỏa lực của Nga bắn phá mãnh liệt. Quân Ukraine tại Ocherotino bất ngờ khi bị tấn công trực diện của quân Nga. Hiện nay, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trên hướng Ocherotino đã sụp đổ. Nguyên nhân chủ yếu có thể do ba khía cạnh. Thứ nhất, tháng 3 năm nay, quân đội Ukraine đã đôi công cường độ cao với lực lượng tấn công của Nga tại làng Berdychi. Cũng tại ngôi làng này, lực lượng tinh nhuệ và nhiều lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine đã bị kiệt sức bởi hỏa lực pháo binh của Nga trong cuộc tấn công. Thương vong của quân đội Ukraine tăng gấp 5 lần trong cuộc tấn công tại chỗ và hàng trăm vũ khí hạng nặng đã bị phá hủy. Thứ hai là quân đội Ukraine không có sẵn lực lượng dự bị trên tuyến phòng thủ trung tâm ở Donetsk. Nhiều đơn vị đã lâu không được bổ sung quân và chưa được thay quân về hậu phương để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Nhiều lữ đoàn Ukraine chỉ còn lại 1 đến 2 tiểu đoàn, thậm chí một số lữ đoàn chỉ còn lại sở chỉ huy lữ đoàn và một tiểu đoàn chiến đấu. Do đó, với tình trạng thiếu quân trầm trọng, rút lui là chiến lược phòng thủ khả thi duy nhất của quân đội Ukraine theo hướng này. Tuy nhiên, việc thiếu quân không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Quân đội Ukraine còn phải đối mặt với tình thế nghiêm trọng là không thể phòng thủ. Kể từ khi cụm pháo đài Avdiivka bị Nga chọc thủng, lực lượng phòng thủ của Ukraine bảo vệ phía tây bắc Avdiivka chủ yếu dựa vào tuyến phòng thủ trên cao gồm Ocherotino, Novokalinove và Akhanhenske. Trước đó, trên cơ sở lợi thế về địa hình, quân đội Ukraine xây dựng một số lượng lớn công sự lợi dụng vào các hệ thống sông ngòi ở phía tây Avdiivka. Tuy không phải là bất khả xâm phạm, nhưng ít nhất cũng giúp cầm chân quân đội Nga khi muốn vượt qua khu vực này. Tuy nhiên, quân Nga áp dụng chiến thuật thọc sâu vào Ocherotino, mạo hiểm tấn công trực tiếp vào trung tâm phòng ngự của quân Ukraine tại phía tây bắc thành phố Avdiivka. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 27 thuộc tập đoàn quân tổng hợp số 41 thuộc quân khu trung tâm của Nga đã phát động cuộc tấn công mạo hiểm dài tới 8 km. Các tuyến phòng thủ và công sự do quân đội Ukraine xây dựng gần các thung lũng và đường sườn núi ở hai bên các cao điểm hoàn toàn thất bại. Sau đó, quân Nga tiến dọc theo đường sườn núi vào thị trấn Ocherotino được phòng thủ yếu ớt, khiến quân Ukraine sụp đổ ngay lập tức. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, quân Nga tiến hành các hoạt động tấn công nhanh về mọi hướng xung quanh Ocherotino, đồng thời lần lượt kiểm soát Keramik, Soloviove, Novobakhmutivka, Novokalinove và Akhanhenske, nhanh chóng mở rộng điểm lồi và săn bằng mặt trận. Quân Ukraine mất Ocherotino trong thời gian ngắn, khiến vành đai phòng thủ hình tam giác bị xé toạc hoàn toàn. Lực lượng dự bị của quân Nga đã phát huy hiệu quả. Tiến công không ngừng khiến quân Ukraine không thể bịt kín kẽ hở trên tuyến phòng thủ.
Do thiếu sự hỗ trợ về mặt địa hình, thành phố Pokrov cách Ocherotino 30 km về phía Tây rõ ràng đang ở thế khó phòng thủ. Hơn nữa, chiến lược vừa rút lui vừa chờ hỗ trợ từ phía sau của quân đội Ukraine rõ ràng không thể ngăn chặn được cuộc tiến công của Nga. Bởi vì sau khi quân đội Ukraine rút lui về các làng mạc và thị trấn phía sau, họ chỉ có thể tạm thời xây dựng một số tuyến phòng ngự lâm thời, chủ yếu là chiến hào, không thể chống đỡ được hỏa lực cường độ cao của quân Nga, nên thời gian phòng thủ của quân Ukraine ở một vị trí thậm chí có thể tính bằng giờ. Vì vậy, nếu không chuẩn bị trước, quân Ukraine chỉ có thể rút lui ngày càng xa, tạo cơ hội cho quân Nga tiến sâu vào khu vực do quân đội Ukraine kiểm soát và phong tỏa, cắt đứt đường nối kênh tiếp tế giữa thành phố Pokrov và các khu vực phòng ngự khác trong khu vực. Điều đáng chú ý là Ukraine vẫn hiểu rõ những bất lợi và vấn đề hiện tại mà quân đội Ukraine phải đối mặt. Blogger nổi tiếng Butusov của Ukraine đã viết trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass thực sự đã sụp đổ. Theo Butusov, hiện quân đội Nga đang chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè và chưa thực hiện những hành động quyết liệt hơn. Trên thực tế, quân đội Ukraine đã không xây dựng các tuyến phòng thủ nhiều tầng ở khu vực Donbass, cũng như không xây dựng các công sự quy mô lớn phía sau chiến tuyến giữa hai bên. Do đó, khi Nga chọc thủng tuyến 1, quân đội Ukraine không còn khả năng bảo vệ tuyến 2 và 3. Butusov cáo buộc chính quyền Kiev không xây dựng các pháo đài kiên cố ở những khu vực quan trọng như thành phố Kramatorsk và Sloviansk. Butusov tin rằng thất bại trên hướng Ocherotino chỉ là khởi đầu, vì quân Nga đã chiếm toàn bộ khu vực có địa hình cao trên hướng đó, nên các vị trí phòng thủ do quân đội Ukraine triển khai tại các làng, thị trấn xung quanh Ocherotino đã bị quân Nga đe dọa nghiêm trọng. Sau khi quân đội Nga hoàn thành việc bao vây khu vực phòng thủ phía Bắc của quân đội Ukraine, có khả năng họ sẽ được tự do tiếp tục tiến về phía Tây Bắc. Mục tiêu theo từng giai đoạn sẽ là cắt đứt đường cao tốc N-20 nối thành phố Kostiantynivka, cách đó 30 km. Đến lúc đó, vùng Donbass có thể không còn nhiều thời gian nữa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 5, vào đúng 14 giờ theo giờ địa phương, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự đã bắt đầu tham gia vào lễ duyệt binh mừng 79 năm ngày chiến thắng phát xít trên quảng trường đỏ tại thủ đô Moscow của Nga. Tham dự có lãnh đạo nhiều nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập CIS cũng như nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, có khoảng 6.800 khách mời tham dự lễ duyệt binh. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu duyệt đội danh dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu đặc biệt dài 8 phút trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Trong đó, ông đặc biệt ca ngợi những chiến công anh dũng mà những chiến sĩ Hồng quân trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại, bảo vệ người dân châu Âu thoát khỏi chế độ phát xít. Ông Putin khẳng định, những người tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với cái giá phải trả là lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn đã cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít, tên tuổi của họ được tôn vinh và bất tử. Theo ông, nước Nga đang đứng trước những thách thức lớn chưa từng có, nhưng nước Nga sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa đất nước và các lực lượng Nga luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Ông Putin cũng khẳng định, nước Nga sẽ không bao giờ quên những nước đồng minh luôn đứng bên cạnh nước Nga trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại trong quá khứ. Tổng thống Nga Putin lưu ý, quân đội Nga luôn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền đất nước. Ông Putin nói, phương Tây muốn quên đi những bài học của Thế chiến thứ hai, nhưng chúng tôi nhớ rằng số phận của nhân loại đã được quyết định trong những trận chiến quyết liệt gần Moscow và Leningrad cũng như các thành phố khác. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ làm tất cả trong khả năng để ngăn chặn cuộc xung đột toàn cầu, đồng thời sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với đất nước. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong lịch sử, lưu ý số phận của đất nước phụ thuộc vào mỗi người dân Nga. Chúng ta đang kỷ niệm ngày chiến thắng này trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra. Tất cả những người tham gia chiến dịch, những người ở tuyến đầu đều là những anh hùng của chúng ta. Chúng ta cúi đầu trước sự kiên cường và hy sinh của họ. Toàn bộ nước Nga sát cánh cùng các bạn. Lãnh đạo Điện Kremlin quả quyết, Nga luôn ghi nhớ tất cả những người đã thiệt mạng trong khi chống lại Đức Quốc xã và tham gia cuộc xung đột ở bên kia biên giới. Ông yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt tại lễ duyệt binh ở quảng trường đỏ dành một phút mặc niệm họ. Ông Putin nhấn mạnh, ngày 9 tháng 5 luôn là một ngày rất xúc động, thấm thía, ngày chiến thắng gắn kết các thế hệ. Chúng tôi đang tiến về phía trước, dựa trên truyền thống hàng thế kỷ của mình và tin tưởng rằng cùng nhau chúng ta sẽ đảm bảo một tương lai tự do, an toàn cho nước Nga. Theo thông lệ, khi ông Putin kết thúc bài phát biểu, quân đội Nga bắn đại bác và quốc ca Nga vang lên.
Ngay sau bài phát biểu, lễ duyệt binh được bắt đầu khi đội tiêu binh danh dự với quốc kỳ Nga và biểu ngữ chiến thắng của sư đoàn bộ binh 150 Idriskaya tiến vào quảng trường đỏ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Mặc dù vậy, quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn đáng kể so với mọi năm do lo ngại về vấn đề an ninh. Chủ trì lễ duyệt binh là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh các lực lượng lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov. Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít trên quảng trường đỏ kéo dài trong vòng 2 giờ. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Putin cùng với các nhà lãnh đạo quốc tế tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh. Theo đài RT, các cuộc duyệt binh và những hoạt động khác nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga cũng diễn ra tại hơn 300 thành phố trên khắp đất nước. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, 12 giờ trưa ngày 7 tháng 5 theo giờ Moscow, tại Đại cung điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5. Nhiệm kỳ tới của ông Putin sẽ kéo dài 6 năm. Lễ chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga của ông Putin được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Russia. Trình tự, thủ tục lễ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga đã được chính quyền nước này thiết kế. Từ khi ông Boris Yeltsin đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 1996, và kể từ đó tới nay, thủ tục này vẫn giữ nguyên những yếu tố cơ bản, chỉ có một số thay đổi không đáng kể. Theo hãng thông tấn TASS, tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Putin đặt tay phải lên cuốn Hiến pháp Liên bang Nga và đọc lời tuyên thệ dài 33 từ. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga, tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền và tự do của mọi công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh, toàn vẹn của nhà nước và trung thành phục vụ nhân dân. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Putin đảm bảo lợi ích an ninh của người dân Nga sẽ là trên hết đối với ông. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, chúng ta sẽ tự mình và chỉ mình chúng ta quyết định số phận của nước Nga vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và tương lai. Ca ngợi các cá nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Putin cũng cam kết an ninh và lợi ích quốc gia của Nga sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đề cập đến quan hệ đối ngoại, Tổng thống Nga khẳng định, Nga không từ chối đối thoại với các nước phương Tây, quyền lựa chọn là của họ. Ông Putin nêu rõ, chúng ta có thể đàm phán về các vấn đề an ninh, ổn định chiến lược, nhưng phải dựa trên mối quan hệ bình đẳng. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, hệ thống nhà nước của Nga phải linh hoạt và cho phép tiến lên phía trước. Cần phải đảm bảo sự liên tục đáng tin cậy cho sự phát triển của đất nước trong nhiều thập kỷ tới là yêu cầu tiên quyết trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Nhà lãnh đạo cam kết sẽ dẫn dắt nước Nga đi qua giai đoạn đầy khó khăn để trở nên mạnh mẽ hơn. Tổng thống Putin phát biểu, tôi tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua toàn bộ giai đoạn quan trọng, khó khăn này một cách đàng hoàng, trở nên mạnh mẽ hơn nữa và chắc chắn sẽ thực hiện các kế hoạch dài hạn cũng như các dự án quy mô lớn nhằm đạt được các mục tiêu phát triển. Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khách, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên và nhà báo. Theo hãng tin Reuters, quan chức ngoại giao của 7 nước Liên minh châu Âu-EU, trong đó có Pháp, tham gia vào sự kiện lớn này. Hiến pháp Nga quy định chính phủ cũ phải từ chức sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Thời hạn để thành lập chính phủ mới là một tháng. Trước đó vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm qua. Trước khi lễ nhậm chức diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, buổi lễ được tổ chức theo đúng nghi thức nhưng với những sắc thái nhất định. Tuy nhiên, ông Peskov không thông tin chi tiết về những sắc thái nhất định là như thế nào. Theo hãng tin TASS, ông Putin đã tuyên thệ nhậm chức 4 lần. Lần đầu tiên vào năm 2000, ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ. Sau đó là vào các năm 2004 với 71,31% phiếu, năm 2012 với 63,6% và 2018 với 76,7%. Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm 2024, ông Putin hiện 71 tuổi nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục là 87,28%. Theo
Theo luật pháp Nga, cũng từ thời điểm này, chính phủ 6 năm qua mãn nhiệm, nhường đường cho nội các mới hoạt động trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 5 của ông Putin. Trong hơn 2 thập kỷ nắm quyền, ông Putin được ví như siêu anh hùng, tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường thế giới và được nhiều người Nga tin yêu. Bất chấp nhiều thách thức mà nước Nga đang đối mặt cả về chính trị lẫn kinh tế, đại bộ phận người Nga vẫn tin tưởng và ủng hộ ông Putin trong vai trò Tổng thống. Đó cũng chính là lý do ông Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống kết thúc hôm 17 tháng 3. Trong thông điệp liên bang lần thứ 19, trình bày trước Quốc hội Liên bang Nga hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nước Nga đang bảo vệ chủ quyền và vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chính nghĩa này thuộc về sự đoàn kết và lòng trung thành của mỗi người dân đối với Tổ quốc. Tổng thống Putin lưu ý, việc bảo vệ và củng cố chủ quyền đang diễn ra trên mọi hướng, đồng thời khẳng định toàn bộ nền kinh tế Nga đã thể hiện sự linh hoạt và vững chắc. Vẫn tinh thần ấy, trong bài phát biểu tại Moscow sáng ngày 18 tháng 3, sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố với chiến thắng áp đảo, Tổng thống Putin đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự ủng hộ và tin tưởng của tất cả công dân Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới, gồm các nhiệm vụ chính cho sự phát triển đất nước đã được ông nêu trong thông điệp liên bang. Ông hy vọng về một nước Nga hùng mạnh, độc lập, có chủ quyền và kết quả bầu cử sẽ cho phép ông cùng người dân Nga đạt tất cả những mục tiêu đó. Quan trọng hơn, người đứng đầu nước Nga khi đề cập đến những ưu tiên trong nhiệm kỳ mới đã cho rằng trước hết Nga cần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và củng cố lực lượng vũ trang Nga. Ông từng chia sẻ, tất cả các mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước đã được vạch rõ trong bản thông điệp liên bang và có được sự tin tưởng của người dân Nga. Mục tiêu của chúng tôi là nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ, cũng như đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Tôi hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ cho phép chúng tôi cùng người dân Nga đạt được tất cả các mục tiêu này. Tuy nhiên, nhiệm kỳ mới của ông Putin cũng đặt ra nhiều thách thức với nhà lãnh đạo kỳ cựu. Theo tờ Nezavisimaya Gazeta, nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Putin sẽ tập trung vào việc tìm kiếm một mô hình phát triển mới. Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông đang ngày càng leo thang, tại Mỹ, nước đồng minh của Israel, nhiều thanh niên và sinh viên nước này đã biểu tình ủng hộ người Palestine tại các trường đại học trên khắp cả nước. Điều này đã khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với khó khăn liên quan đến việc ủng hộ các chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza, trong bối cảnh làn sóng phản đối Israel có thể lan sang các cử tri tham dự đại hội của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sắp tới. Tới thời điểm hiện tại, các cuộc biểu tình phản chiến ở Gaza và ủng hộ người Palestine đã lan rộng khắp hàng chục trường đại học tại Mỹ, trong đó có một số vụ leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Gần đây nhất vào sáng sớm ngày 5 tháng 5, trong khuôn viên trường đại học Southern California, cảnh sát Los Angeles đã yêu cầu tất cả người biểu tình Palestine rời khỏi khu vực này, nếu không sẽ bị bắt giữ. Tờ Los Angeles và các hãng truyền thông khác tại địa phương cho biết, cảnh sát được trang bị hơi cay đã tiến vào giải tán khu vực lều trại nói trên từ 5 giờ sáng ngày 5 tháng 5. Tháng trước, cảnh sát Los Angeles cũng đã bắt giữ 93 người trong khuôn viên trường đại học này. Được biết, những người biểu tình phản đối chiến dịch tấn công của Israel tại dải Gaza đã cắm trại trong khuôn viên các trường đại học của Mỹ. Sinh viên và những người biểu tình kêu gọi các trường đại học cắt đứt quan hệ tài chính với Israel và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, tình hình tại dải Gaza tiếp tục là vấn đề nóng bỏng tại Đảng Dân Chủ, bất chấp việc Quốc hội Mỹ gần đây đã thông qua dự luật viện trợ thêm cho Israel. Trả lời tờ Nhật báo Izvestia, giáo sư Richard Benson tại Đại học Cornell ở New York cho biết, việc tiếp tục hỗ trợ cho Israel có thể là một vấn đề đối với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Biden trong tương lai, vì họ có thể quyết định rằng bất kỳ viện trợ bổ sung nào cũng phải gắn liền với những thay đổi trong chính sách của Israel. Trên mặt trận bầu cử, Tổng thống đương nhiệm Mỹ đang có nguy cơ mất đi những cử tri trẻ tuổi. Trong một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 2 năm nay cho thấy, trong giới trẻ Đảng Dân Chủ Mỹ, sự ủng hộ dành cho người Palestine là rất lớn, 47% người ủng hộ Palestine so với 7% ủng hộ Israel. Đồng thời, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong nhóm cử tri dưới 30 tuổi đã giảm từ 60% xuống chỉ còn 45%. Sự suy giảm tín nhiệm của giới trẻ vào Tổng thống Joe Biden trong thời điểm hiện tại là điều dễ hiểu khi những người thuộc nhóm tuổi này, đặc biệt là sinh viên đại học, có xu hướng hoạt động thay mặt cho những người bị coi là bị áp lực hoặc phân biệt đối xử. Theo sau các phong trào như Black Lives Matter, mạng sống của người da đen cũng đáng giá, hay Me Too, phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục, đòi hỏi sự công bằng, bình đẳng và dân quyền.
Tuy nhiên, viện chính trị tại trường Harvard Kennedy, nơi đã khảo sát các cử tri trẻ tuổi trong hơn 2 thập kỷ, trong một cuộc thăm dò năm nay cho biết, trong số 16 chủ đề quan trọng đối với cử tri dưới 30 tuổi, cuộc chiến Israel-Hamas ở dải Gaza nằm gần cuối cùng trong danh sách những vấn đề được quan tâm. Các vấn đề hàng đầu theo thứ tự là lạm phát, chăm sóc sức khỏe và nhà ở. Việc các cử tri trẻ của Mỹ quan tâm nhiều hơn đến cuộc xung đột Israel-Palestine có rất nhiều lý do. Quy mô cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza với sự tàn phá lớn khiến nhiều người thiệt mạng đã vượt xa các cuộc tấn công trước đây của Israel và nhanh chóng làm lu mờ cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khiến việc đưa ra quan điểm tích cực khi hàng chục ngàn người thiệt mạng là bất khả thi. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã trở thành một lực lượng truyền tải hình ảnh về sự đau khổ của người dân tại dải Gaza tới khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, một thế hệ các nhà hoạt động Palestine mới có vẻ được tổ chức tốt hơn nhiều so với những người đi trước. Được biết, các chính phủ ở Israel trong nhiều năm qua đã đầu tư nhiều nỗ lực vào cái mà họ gọi là Hasbara hay chiến dịch PR toàn cầu để câu chuyện về Israel ra toàn thế giới, và điều đó phần lớn đã thành công. Tuy nhiên, kể cả khi các cuộc biểu tình ở nhiều trường đại học thu hút sự chú ý, vẫn không có dấu hiệu cho thấy chính sách của Mỹ sẽ thay đổi đối với Trung Đông. Tuần trước, Tổng thống Biden, khi được hỏi trực tiếp liệu ông có thay đổi cách tiếp cận với Israel để đối phó với sự hỗn loạn trong khuôn viên các trường đại học hay không, ông đã đưa ra câu trả lời chỉ bằng một từ: không. Ông Biden vẫn kiên quyết ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng cũng đã dè dặt hơn đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ cánh hữu của ông khi họ liên tục bác bỏ những nỗ lực của Washington nhằm buộc Israel giảm thiểu thương vong dân sự ở dải Gaza và cho phép tiếp cận thêm thực phẩm, nước uống, thuốc men và các viện trợ nhân đạo khác đang rất cần thiết. Tổng thống Biden cũng đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh mẽ về sự ủng hộ chính trị của ông đối với các cử tri Mỹ gốc Ả Rập, đặc biệt là ở các bang dao động như Michigan, nơi có cộng đồng lớn từ Liban và các quốc gia Ả Rập khác. Trong khi đó, thật khó để nói liệu tình cảm trên của giới trẻ Mỹ có kéo dài. Peter Kuznick, giáo sư lịch sử tại Đại học Mỹ ở Washington, D.C. cho biết, các cuộc biểu tình của sinh viên nước này sẽ lắng xuống khi kỳ nghỉ hè đến gần. Theo nhận định, một cuộc tấn công lớn khác của người Palestine bên trong Israel hoặc các cuộc tấn công bạo lực chống người Do Thái ở Mỹ cũng có thể khôi phục thiện cảm với Israel. Tuy nhiên, những cử tri trẻ tuyên bố sẽ đưa cuộc chiến ủng hộ Palestine đến các sự kiện khác, bao gồm cả Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại Chicago. Thưa quý vị, trong bài phỏng vấn vừa được tạp chí Time đăng tải, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Joe Biden khi hết nhiệm kỳ có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc truy tố hình sự. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt tập trung điều tra ông Biden và nhân thân. Nguy cơ này chỉ được giải trừ nếu Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết trao quyền miễn truy tố cho bản thân ông Trump, vốn đang phải đối mặt với một loạt các phiên tòa hình sự. Nếu 9 vị thẩm phán của Tòa án tối cao không trao cho cựu Tổng thống quyền miễn trừ, ông Trump nhấn mạnh, tôi đảm bảo ông Biden sẽ bị truy tố vì ông ta phạm nhiều tội. Ông Trump và những người ủng hộ ông từ lâu đã cáo buộc Tổng thống Biden có hành vi phạm tội hình sự liên quan đến công việc kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden, nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ đáng kể nào. Trong khi đó, bản thân ông Trump đang phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự, với một phiên tòa đang diễn ra ở thành phố New York về cáo buộc chi tiền bịt miệng vào thời điểm ông tranh cử Tổng thống năm 2016. Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Trump từ chối hứa hẹn sẽ chấp nhận kết quả bầu cử trong hòa bình nếu một lần nữa ông thua cuộc trước Tổng thống Biden. Theo tạp chí Time, việc ông Trump lên kế hoạch kiểm soát Bộ Tư pháp nếu đắc cử có thể dẫn đến việc ông ân xá hầu như toàn bộ trong số hơn 800 người bị kết tội bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và lập tức sa thải bất kỳ trưởng lý nào từ chối tuân theo chỉ thị của ông. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time vào ngày 30 tháng 4, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa cũng tiết lộ một trong những ưu tiên của nhiệm kỳ nếu ông đắc cử là trục xuất hàng triệu di dân đang lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, ông sẽ sử dụng quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh quốc gia kiểm soát biên giới. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ giữ quan điểm Israel nên kết thúc chiến dịch quân sự ở dải Gaza trước khi mất đi sự ủng hộ từ quốc tế. Ông Trump cho rằng Israel không nên tiếp tục lan truyền những bức ảnh về các tòa nhà đổ sập và bị đánh bom mỗi đêm ở dải Gaza. Tôi cho rằng Israel đã xử lý mảng quan hệ công chúng quá tệ. Ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ nhân Nhà Trắng năm 2024 cũng cho biết,
ông không loại trừ khả năng cắt khoản viện trợ quân sự cho Israel nếu đắc cử. Trước đó, ông Trump từng là người kiên quyết bảo vệ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến khi ông cáo buộc nhà lãnh đạo Israel và quân đội nước này đã khiến cuộc xung đột với lực lượng Hamas bùng nổ. Theo ông Trump, ông Netanyahu đã nhận về vô số chỉ trích sau cuộc tấn công qua biên giới của lực lượng Hamas ở dải Gaza vào hôm 7 tháng 10 năm 2023. Tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng tới ông Netanyahu một cách nặng nề, khiến ông ấy hành động bất chấp mọi thứ. Ông Trump lập luận thêm rằng, Israel có những thiết bị tinh vi nhất, họ có mọi thứ để ngăn chặn vụ tấn công. Rất nhiều người biết về điều đó, chỉ có Israel là không. Rạng sáng hôm 7 tháng 10 năm 2023, Hamas đã bắn hàng ngàn quả rocket về phía Israel, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Cựu Tổng thống Mỹ không phải là người đầu tiên chỉ trích quân đội và chính phủ Israel vì phản ứng chậm chạp trước một loạt cảnh báo về một cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, nhiều nhân viên quân sự và tình báo đã cố gắng truyền tin tới cấp trên của họ. Thậm chí một số quan chức Ai Cập còn nói rằng đã phát cảnh báo cho Israel vài tuần trước khi thảm kịch xảy ra. Khi còn đương chức, ông Donald Trump từng là đồng minh thân cận của Thủ tướng Israel Netanyahu. Ông còn tự miêu tả bản thân là Tổng thống Mỹ thân Israel nhất trong lịch sử. Ông Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran theo yêu cầu từ Israel, chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel đến Tây Jerusalem, cũng như làm trung gian cho Hiệp định Abraham, một thỏa thuận giúp Israel bình thường hóa mối quan hệ với Bahrain, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Maroc và Sudan. Cũng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể rút lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc nếu đồng minh châu Á không đóng góp tài chính nhiều hơn. Chúng ta có 40.000 quân đang ở trong tình thế bấp bênh, điều đó thật vô nghĩa. Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ ai đó? Và chúng ta đang nói đến một đất nước rất giàu có. Ông Trump được cho là đang đề cập tới 28.500 binh sĩ Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Theo tạp chí Time, ông Trump đã đề xuất Mỹ có thể rút lực lượng nếu Hàn Quốc không chi trả nhiều hơn để hỗ trợ quân đội Mỹ ở đó nhằm ngăn chặn chính quyền ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc phỏng vấn của Time được công bố trong bối cảnh Seoul và Washington gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán mới về việc Hàn Quốc chia sẻ chi phí để duy trì 28.500 binh sĩ của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc theo một thỏa thuận, được gọi là thỏa thuận về các biện pháp đặc biệt, gọi tắt là SMA. Tại Honolulu vào tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về SMA mới vì SMA hiện tại, vốn có hiệu lực 6 năm, sẽ hết hạn vào cuối năm sau. Các nhà quan sát cho rằng, các đồng minh đã tìm cách tổ chức các cuộc đàm phán SMA sớm hơn thường lệ trong bối cảnh lo ngại rằng, nếu cựu Tổng thống Trump quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể đạt được một thỏa thuận cứng rắn về SMA mới theo cách có thể gây chia rẽ nội bộ liên minh. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, đàm phán SMA là một vấn đề gây tranh cãi lớn khi ông yêu cầu Hàn Quốc tăng mạnh phần chi phí cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.